nó thấy này để chở hàng ngày hàng nhỏ đi bán vé số chung, Dạ. chỉ là đại lý vé số. Chị nói chị thấy là mơ, chị nói nó về nó kêu nguyên mặt nguyên bộ đồ hả, người nó trắng tinh nè. Chị thấy thì nằm mơ chị thấy vậy đó. Chị nói chị xin giờ cho lên chùa chị thắp nhang cho nó, chị gái cho nó đừng về ám ảnh chị nữa. Là đang đang ngủ là nằm mơ thấy Đó, Bảo vậy. nó đang nằm ở góc này luôn, em nằm ở đây, nó nằm ở đây. À. Mẹ nằm đây, mẹ nằm đây mà nó thấy Bảo, Bảo. Nó mới nhắm mắt à. Nằm đây nè. Nó mới diêm diêm nó thấy nó nằm mà nó nói nó thấy rồi đó. Trời ơi. Nhỏ này nè, nó có như nó có bước qua đời rồi. Rồi nó đi lụm ve chai rồi nó chở cái thằng mới Bảo trong cái vỏ xe đạp trước này nè. Tôi nói thôi Thủy ơi, để gì tư làm mai cho thằng này cho mày. Về mấy hai đứa mới ở đó, rồi mới đẻ ra được mấy đứa đó đó. À, anh chị á cũng xuất thân từ những cái hoàn cảnh rất là khó khăn rồi chấp nối lại với nhau thôi. Bé Bảo là con riêng của chị đúng không? Và cũng lớn nhất trong gia đình. Gần như là phụ giúp ba mẹ là đi nhặt ve chai bán vé số hàng ngày cũng rất là chăm chỉ. Nhưng mà chỉ vì một cái hôm ham chơi dạ thì theo bạn bè để mà đi tắm xong mà bé lại không biết lội, thì khi mà gia đình nhận được thông tin thì bé đã mất rồi. Ta báo cho công an là nó biết nhà hết luôn. Dạ. Giống như nó nói nó tới số này sao không biết, nó nói cho mấy người kia nói là mẹ tao ở nhà có bầu, ba tao là Phạm Văn Hùng, nó hỏi biết biết tên biết họ luôn. À, hello, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Quốc Chiến Channel nha. Hiện tại Quốc Chiến đang có mặt tại bến xe quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Thì gần 2 tháng trước thì Quốc Chiến có chia sẻ về câu chuyện của bé Bảo, cái cậu bé mà 12 tuổi bị đuối nước rồi mất rồi mọi người. Bé đi chơi với lại các người bạn ở ngoài xã hội á, và chẳng may là rớt xuống cái kênh gần nhà và mất. Và được biết là mẹ bé cũng mang thai, tới nay là cũng gần sanh rồi, nên mà mình vào mình thăm hỏi xem như thế nào nha. À, hôm nay thì mình đi với Thảo luôn mọi người, vì Thảo biết đường chứ Cú Chiến không có nhớ đường cho lắm. Mà hôm nay tụi mình cũng chuẩn bị một ít thực phẩm, bánh kẹo làm quà cho gia đình bé Bảo nha. Mời mọi người theo chân Cú Chiến ha. Hôm nay tụi mình cũng có mua một ít thực phẩm để mà gửi cho gia đình của bé Bảo ha mọi người. Bé thì mất rồi và gửi bên một cái chùa cũng ở khu vực quận 8 luôn. À, nay có mình chị ở nhà thế hả? Thế rồi mấy đứa nhỏ rồi hết rồi? Đi bán vé số hả? Thế tầm bán thì tầm mấy giờ về? 6-7 giờ về ha. Phòng bên này là mới sửa lại này ha, mấy cái la phòng là mới sửa lại. Bên này thì gia đình mình thuê một tháng bao nhiêu tiền chị? Có 1 triệu mấy thôi. Triệu mấy? Còn bên kia là 2 triệu mấy ha? À. Để cho nó ngủ. Nó ngủ lại rồi. Nó ngủ đâu? Ngủ được. Rồi, để nó lên ngủ được. Sao vậy? Bữa đêm mà mấy người la quá trời. À, hát karaoke hay sao vậy ha? Em gái này la ngủ không có được. Cãi nhau thì sao? Không, bình thường nó la gì nó chơi gì nó la nó không chị. À, vậy bên này cũng ít tiền hơn nữa dạ, mà đúng không? Dạ, bởi nó tiền hơn mình bởi. Ở đây điện thấp có 1.500.000 à, kia nó tới 2 triệu mấy là nó không có tiền. Quá trời khán giả qua xem còn nè. Rồi ủa em thấy ở đây có một cái bức hình là hình ai? Hình này hình của thằng anh á. Bên đằng sau lưng chị á. Cái này là hình của em hồi đó còn con gái lận. À, hồi xưa chị là dạ. Con gái là vậy dạ. Hả? Sao đẹp dữ vậy? Hồi xưa đẹp dữ vậy? Dạ, hồi xưa em còn gái là. À, hèn gì Bảo. Ông mê ha. Ông mê. Cái này con nhóc nhỏ em Bảo. Đây là Bảo ha. Dạ. Là bé đã mất rồi đúng không? Dạ, bé đã dạ. Mất rồi. Đây mọi người, bé Bảo là lúc này là mấy tháng? Dạ, 4-5 tháng gì đúng không bà Tư? Con này nè. Dạ. À, 4-5 tháng gì đó. Trời, hồi 4-5 tháng dễ thương quá ha. Dạ. Thì thực sự là mình cũng chưa gặp mặt bé lần nào luôn mọi người. Dạ. Bởi vì khi mà mình tới để mà tìm hiểu là lúc bé đã bị đuối nước rồi. Dạ. Và cũng đem đi thiêu luôn rồi. Dạ. Thế bây giờ mình vẫn gửi bé ở chùa hả chị? Dạ, ở chùa. À, thỉnh thoảng có ghé qua thắp hương dạ, cho cháu không? Mấy bữa nay em có đi thắp hương đó. Dạ. Rồi giờ tính khi nào là đưa bé về để mà mình chôn hay là mình rải? Để đó nào có tiền em dẫn về quê luôn. À, dẫn về quê xong rồi
Dạ, cho xuống ha. Cho chú luôn. Dạ. Thấy thương gì không? Dạ. Trong gia đình là có 6 người con đúng không? Em dạ. Nhớ là 6 người con đó, mà đó, bây giờ dạ. là đã cho người ta 2 người con dạ, lớn đúng rồi. Rồi. Chỉ còn là 4 người con lớn, 4 người con nhỏ dạ. thì là mất bảo rồi, bây giờ còn 3 đứa ha. Dạ, dạ. Là theo 3 đi bán hết luôn ha. Dạ, theo 3 đi bán hết. Dạ. Bây giờ là chị cái bụng bầu á, dạ. chừng nào sanh? Qua Tết anh ạ. Qua hết dạ. tháng Giêng. Là đúng ngày không? Dạ đúng. Ủa giờ chị có đi khám không? Dạ có. À. Em khám tư không à. Đây là mọi người, chị đứng lại gần gần đây cho em dạ. xem xíu được không? Đó, đây là mọi người so sánh nè. Đó, chị á. Thảo lên xem thử coi. Ngày đó à. Em còn con gái lận. À, là cách đây bao lâu rồi? Đó, chục năm rồi. Chục năm rồi ha. Dạ. Bây giờ khác dữ quá ha. Dạ. Cái này là bé Bảo, rồi dạ. đó còn nhỏ. Đây là hình của hai mẹ con á. Dạ. Rồi có hình gia đình không? Dạ không. Dạ chỉ có hai mẹ con là được dạ. ưu tiên chiêu hình đúng không? Dạ. Rồi. Bây giờ là cả nhà mới chuyển qua cái căn nhà mới đó mọi người. Dạ. Bên này nó cao hơn, nó nhỏ hơn đúng không? Dạ. Và nó rẻ tiền hơn xíu. Được cái là tiết kiệm thêm tiền ha. Dạ. Rồi bữa giờ chị ngồi đi chị. Dạ. Bữa giờ rồi mang thai như vậy rồi có ăn uống đầy đủ không? Dạ cũng người ta giúp thì ăn cũng đầy đủ xíu. Vậy ha. Dạ. Bữa nay thấy hình như chị mập lên chút dạ. xíu không hả? Dạ. Hy vọng rằng là sanh được đứa con nó ok ha, dạ. Dạ, khỏe mạnh. Nó không có hỏi, không có nói bao nhiêu ký hết. Mà em hỏi thằng chồng em, nó hỏi con trai hay con gái thôi. Thằng chồng em nói là con gái, chồng em mừng. Là nói gì chỉ có con gái đúng không? Dạ. Trước em có đứa con gái lớn là em cho rồi. Là con gái của chồng trước đúng không? Dạ. Dạ. Thế là bây giờ có con gái là anh mừng lắm hả? Dạ, anh mừng. Bây giờ ở rảnh là chỉ có con gái. Dạ. Thôi đứa cuối nghe. Dạ, dạ đứa này em đi chùm đốm trứng rồi luôn. Nào đẻ nữa. Sản đó hả? Nào xuống nữa là thả xuống. Nói gì cắt chùm trứng luôn. Để cực lắm chị ơi. Đây là kế hoạch không? Dạ. Đây là bây giờ là chị là cái bụng nặng quá rồi nên hàng ngày là ở nhà. Còn là khi nó đau lắm, khi nó đau bụng lắm chị cũng được ngồi xuống thì nó cắn ở đây nè. Dạ, bây giờ là cha của mấy đứa nhỏ là chở các cháu đi bán vòng vậy đó. Dạ, 9-10 giờ mới về. Bán buổi sáng cho tới tối vậy luôn. Dạ. Là tối về thôi. Dạo này bán được không chị? Dạ bán được. Gần Tết rồi bán chạy hơn đúng không? Dạ. À, hôm nay tụi em ghé qua thăm gia đình thôi chứ có gì. Dạ, hôm nay cũng chuẩn bị một ít đây này, có các loại thịt. Dạ. Thịt rồi trứng á. Dạ. Để chị ăn uống rồi có cái chất để mà còn đây là một ít quà cho các cháu nha. Dạ. Xúc xích rồi sữa bán kẹo này kia ha. Dạ. Để mà gửi cho các cháu. Dạ. Hôm nay tới thì không có gặp được các cháu ha. Dạ, cháu đi bán rồi. Dạ. Rồi mấy cháu nhỏ này sau này có đi học không chị? Là chưa có biết nữa. Hồi xưa giờ có cháu nào được đi học không? Không. À. Nhưng mà mình học lớp tình thương cũng được mà. Lớp tình thương phải có giấy chứng sanh tao mới cho học. Vậy ha. Dạ. Các cháu sanh ra là tới giờ chưa có giấy chứng sanh luôn. Chưa có gì. Mấy bé học ở chùa Liên Hoa á chị? Chùa Liên Hoa cũng vậy nữa, chị cũng phải có nữa. À, chứ bé không có không chị? Ừ. Bé thuộc lúc à. Có bé, hai đứa bé nhỏ thì đẻ ra thì có. Có em dọn nhà cái em dục đâu có tiêu dục luôn à. Trời ơi. Đứa bé sanh ở đâu? Dạ dạ em sanh ở Hùng Dương. Nhưng mà mình có ví dụ như chị có chứng minh nhân dân á, chị lên chỉnh gì xin. Em cũng không có giấy tờ gì hết á. Giờ em nhờ cái chủ phường á đang làm giấy tờ giấy chứng khai sanh cho con em luôn. Thì cái chủ tổ trưởng đó thì nói rồi dán làm cho em. Làm vô đầu khẩu ba mẹ con à. Không có nhập vô. Dạ chồng em thì không chỉ em chỉ nhập vô ba mẹ con em thôi. Thì chồng em có khẩu riêng. Nên nhập không có được. Em có giấy tờ mới nhập vô được, còn không có thì không nhập được. Giấy hung thú nữa mới nhập được chị. Tại chồng em về quê nó hỏi rồi, có giấy hung thú mới nhập được. Rồi bữa sanh em bé thì có cái kế hoạch gì chưa? Dạ có, em nói là em đi thị sản. Nhưng mà dành dụm tiền để đi sanh chưa? Dạ chưa có nữa. À vậy là bài bữa sanh rồi cứ vào bệnh viện rồi tới đâu tính tới đó hả? Dạ tới đâu tính tới đó.
Ủa cho em hỏi cái là cái đợt bây giờ mà bé Bảo mất á. Dạ. Là có mơ thấy bé không? Có. Mơ thấy sao chị ha? Anh thấy về nó kêu cửa, kêu mẹ ơi về con lạnh quá. Cái dạ. Nước á. Còn cái chị kế bên á, chị bán cái số. Chị thấy rõ ràng nó luôn mà nguyên một nó trắng tươi à, cái về nó kêu chị. Chị bán cái số mà bữa khóc á. Đó. Là bên nhà cũ ha? Cái nhà bên tuốt bên dạ. Kia luôn là đi số của chồng em. Nó thấy lại để chở hàng ngày hàng nhỏ đi bán cái số chung. Dạ. Dạ chỉ là đại lý cái số. Chứ nói chị thấy là mơ chị nói nó về nó kêu nguyên mặt nguyên bộ đồ hả người nó trắng tinh nè. À. Chị thấy thì nằm mơ chị thấy vậy đó. Chị nói chị xin giờ cho lên chùa chị thắp nhang cho nó. Chị gái cho nó đừng về ám ảnh chị nữa. Bữa tức là chị mơ thấy bé về ha à. Là người trắng toát luôn là người trắng toát luôn dạ giờ dạ. Chị có nói là nghe nói gì không nghe tiếng nói. Luôn à. Mà mở cửa ra thì không thấy nó ủa vậy lại, là hay lại nhà chị chơi còn sống lại nhà chị chơi vậy là mà. Không phải mơ luôn hả à, thấy luôn thấy luôn thấy luôn mà mở cửa ra thì không thấy nó dạ vậy đấy nữa nghe kêu, kêu thôi nói là nói ý là nói chị Lành ơi vậy thôi đó mà nếu như mà mơ thì đỡ sợ đúng không à. Chứ còn mà tự nhiên mà đang ban ngày ban mặt mà nghe tiếng kêu mà vậy thì ám ảnh thiệt chứ ha sợ thiệt á ừ. Nhưng mà chị thấy luôn hả thấy thức dậy thấy luôn ừ. Thấy là bé trắng toát luôn à chị nói là thấy bé trắng toát luôn à Lành á chỉ chủ với số à cái chỗ mà mình hay lấy vé số về bán đúng không ạ à, là chỉ nói lại nhà chị là nhà chị chơi mỗi ngày nó hay là nhà chị chơi lắm yeah. Chị mới nói là không biết cái gì mà nó kêu mà trai thì thấy nó chứ người nó trắng toát à trời ơi ừ. Cái chỗ mà cái hôm mà Thảo biết không là bé mất á là bé cũng xin ba tới cái chỗ nhà chị đó chơi đó à yeah. Chị nằm mơ chị thấy vậy á chị thấy giờ mở cửa ra là không thấy nó mẹ yeah. Nó kêu rõ ràng luôn kêu Lành ơi Lành còn kể nữa mà ông nói mà ông nổi cho gà luôn á cái chị mới nói là kêu cái gì chị mở cửa ra không thấy nó người chị thấy nói là cái người trắng tót à trắng tươi à chị mới nói thôi trời cho chị lên chùa thi thắp nhang cho nó mà ngồi mà chị khóc luôn á chị thương nó lắm còn chị cũng mơ thấy con về dạ, hả thấy mở cửa nó kêu mẹ ơi vô nhà đi con lạnh lắm em thấy vậy thôi là hôm qua là thấy mấy con chó sủa không không thấy người nói chung là mất mà chết đuối á dạ. Thì không biết là sao nữa nhưng mà theo cái quan niệm của dân gian đó là dạ. Rất là khó ha nếu mà phải gọi thầy về để mà cúng ngay cái đoạn sông đó để đúng cho rồi. Người ta có cái cầu bắt lên á đó. Đó là theo cái quan niệm dân gian thì mình cũng không có kinh nghiệm nhiều mà dạ. Trước đó là mình cũng đã cúng cho bé rồi đúng không dạ. Thì hy vọng rằng trong cái thời gian tới thì mình cũng thường xuyên vào trong chùa để mình dạ thắp nhang cho cháu ha dạ. Em là 2-3 bữa là em kêu cái em lên làm thắp nhang nè như là 49 ngày vậy đó. Dạ 49 ngày rồi bữa em lên cúng rồi. Yeah. Bữa lên mua bông mua đồ cho tiền thầy cúng đồ cho nó hết rồi. Yeah. Nhưng mà cái lúc mà mơ thì chắc là trong vòng 49 ngày đúng không? Dạ. Yeah. Sau đó có thấy có mơ thấy gì nữa không chị? Có thấy gì nữa không? Dạ yeah, không có à. Không thấy gì hết mà có con nhóc nhỏ em á, út em á thì thấy nó là anh hai về nên hai giỡn con vậy thôi. Sáng giờ nó ngồi ở dưới sao á. Nhà cùng bọn mới á, nói mẹ thấy cái gì không? Thấy anh hai về, anh hai giỡn con nữa. Trời. Nhóc á, út á. Tức là nó... Thằng nó lắc á. À, hai em bé mà đeo cái vòng mà để à. Tránh à. Bị kéo theo ha, đúng à. Không? Là về kêu là anh hai giỡn với con ha. À. Là thằng là út á. Kể với chị như vậy. À, thằng à. Út á. Rồi chị có hỏi bé làm sao không? Nên hỏi con hỏi, mà hỏi mà tình. Phước, con có thấy gì không? Nó có mẹ, con thấy anh hai về giỡn con nữa. Rồi. Đó, vậy thôi đó. Dạ. Là thấy như vậy lâu chưa chị dạ, hả? Dạ, cũng tuần rồi đó. À, vậy là cũng mới gần đây mà đúng không? Gần đây. Tính ra mới bảo mất con ngày chị. Cũng cỡ đó chị. Rồi ừ. Mấy bữa mà nó không thấy, nó nói mẹ sao anh hai đi chơi lâu quá không về vậy. Đấy, thấy thì nó hỏi. Thì nó dạ. Có hỏi anh đó nữa. À, nhiều khi mình thì mình không biết cái này tại mình cũng chưa gặp bao giờ à. Nhưng mà thôi người ta nói sao thì mình biết vậy thôi đặc biệt trẻ con mà nó nói trẻ con thì... mà nó nói sao nó nói dạ yeah. Trẻ con nói thì chắc cũng không phải nói xạo đâu tại vì nó thấy nó mới nói yeah. Thằng út em thì thấy cái thằng lớn thì nó không thấy nhỏ em thì nó khôn lắm gì cũng thấy nó nói
Dạ, đó, nói cho bà nó nghe nữa đó. Mình cố gắng ha, mình cố gắng đi chùa thắp hương cho cháu để mà cháu theo cái quan niệm dân gian là để cháu sớm về một cái nơi mà nó tốt đẹp hơn. Em lên mà thắp nhang em ngồi em khóc hoài, thấy nó là em nhìn cái tấm hình em cũng ngồi mùa buồn của mình em mà chồng em đi bán rồi em thấy tấm hình thì em cũng ngồi em khóc. Chị có đổi hình cho bé chưa? Giờ chưa được chị, tại vì chùa ta nói là không đổi được, hồi đó thì chị không làm thôi, bây giờ đã là vô chùa rồi giờ không có ấy được. Ở đây mọi người thì hôm nay là anh Tý anh mới dẫn hai đứa nhỏ đi bán vé số về. Nay bán được nhiều không anh? Bán 200 vé, bán tối thứ sáng. Dạ. Rồi mấy cái vé này là mới lấy về hả? Dạ mới lấy về, mai bán cái tối với mai. Dạ. Đây mọi người bình thường là đi bán làm sao? Anh leo đây anh ngồi em coi xem thử coi. Dạ. Hai đứa ngồi trên này hả? Giống bữa trước phải không? Dạ, ngồi lên vậy. Rồi lên xe chứ coi coi. Xe đi chơi xuống rồi. Sợ ma hả? Sợ ma. Hôm nay thì tụi mình chờ một lúc thì cũng thấy ba mẹ con, ba cha con ha đi bán vé số về. Hôm nay thì chị thì mang thai cũng lớn rồi, thai lớn rồi nên là không đi được nữa, nên ở nhà một mình. Ba cha con đi bán gì đó. Hôm nay bán được bao nhiêu tờ anh? 200 ngày là bán vậy, tối đêm vậy là 220 vé. 220 vé ha. Dạ. Đi này là chuẩn bị chăn mền cho tụi nó ngủ luôn á. Dạ, mền cho tụi nó ngủ nha. Dạ, nó không ăn cơm em cho nó bú đỡ vậy, khi nó không ăn cái nó bú. Dạ. Nó ghiền cái nấm mà đổ sữa vô, tại vì nó nói bú vậy đó nó hút sức của nó. Dạ. Cái mền mấy là. Đã rồi mà. Mang dép vô con, đi vô. Vô nhà đi. Dạ. Vô nhà nói chuyện với em. Dạ. Vô con. Vô vô. 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 Chảo đâu à? Chú cho. Chú cho. Chú cho hả? Ủa rồi đứa nào là thấy bảo về? À con thấy anh về hả? Ủa anh về anh con thấy làm sao? Anh chơi với con hả? À ý là nằm mơ hay là thấy ban ngày? Nó đang nằm ngủ. Nó đang nằm ngủ. Nó nói nó nói gì không? Thấy bảo vào thấy bảo giật mình vậy thôi, bảo. Rồi ở đầu cái em lấy cái dao để cho đầu nằm nó mới ngủ được. À. Là đang ngủ là nằm mơ thấy nó vậy? Nó đang nằm ở góc này luôn, em nằm ở đây, nó nằm ở đây. À. Nằm ở đây, mẹ nằm ở đây mà nó thấy bảo. Nó mới gì nhắm mắt à. Nằm đây nè nó. Mới dìm nó thấy nó nằm mà nói nó thấy rồi đó. Trời ơi. Là nó nói là anh biết đó về tối nó dễ làm đùng đùng. Cái bữa mới dọn nhà lên đây lại á, nó làm đùng đùng em sợ luôn á. Là dưới nhà cũ hả? Nhà này nè, dọn lên đây nè, kêu nó lên đây về đây cái nó theo về đây. Đâu con nằm ở đâu rồi con thấy ngay. À. Rồi. Các bình thường là giờ này là mấy cha con cũng về rồi chuẩn bị ăn cơm rồi đi bán tiếp rồi đúng không? Không. À. Em đi từ sáng tới chiều tối luôn à. Tối luôn hả? Dạ, em muốn có về. À. Em về là em về luôn. Ăn uống làm sao? Ăn uống rồi từ thiện người ta cho á. À. Rồi khi mua xôi mấy cha con em mới giờ mới gói xôi xong. À, là bình thường là nếu mà bán là anh sẽ bán tới tối mịt luôn á về. Tối có khi cũng có khi 8 giờ, có khi mới nằm mệt với em về sớm. À. Khi là không khỏe thì em bán khuya chút. Dạ. Như bữa giờ coi em mắt anh bán tới 7 8 giờ là em về à. Có mới tối mới thấy nó nè. Nó nói là con bị bắt rồi. Bị bắt sao? Nó tự nhiên về mơ thấy nó nói bị bắt anh giật mình vậy là cũng sáng rồi. Dạ. Nhưng mà anh mơ thấy nhiều lần không? Được hai lần, từ ngày nó chết thấy được hai lần. Dạ. Một lần thấy nó về vậy thôi, không nói gì hết. Rồi chuyến này thấy nó nói ba bị bắt một tiếng một là mất tiêu là giật mình luôn, hay là không thấy nó nữa. Lâu lâu mới thấy. Hỏi ông thầy, tại bữa lên cúng nó, hỏi ông thầy cũng nói là 49 ngày là nó cũng không có còn. Dạ. Nó cũng đi rồi. Thầy mới nói, mới nằm mơ tối ngủ suy nghĩ, giấc suy nghĩ quá, thấy nó là sao. Dạ. Nó đi giờ biết nhớ cũng nhớ nó hoài à.
Nói chung là ở đây là cũng nhiều người mơ thấy bé ha, thậm chí là bé nhỏ là nằm là thấy anh về luôn ha. Ờ, nó thấy mà... nó thấy trước luôn á. Thôi cái đó là theo cái quan niệm của Phật giáo đó, là 49 ngày thì người mất là vẫn còn ở với lại mình. Nhưng mà không sao đâu, bây giờ mình ráng đó, mình tập trung, mình làm ha. Để mà mình lo cho đứa trẻ còn trong bụng á, với lại hai con của anh. Với lại sắp tới là cũng cố gắng để mà thắp nhang, đi lên chùa thường xuyên thắp nhang cho cháu á. Để theo cái quan niệm dân gian để cháu về một cái nơi tốt hơn ha. Hôm nay thì tụi em cũng qua đây thăm anh chị chút xíu và gửi một ít đồ ăn, thực phẩm, mấy bánh kẹo các cháu. Thứ hai nữa là để xem bây giờ chị có sanh chưa, khi nào mà sanh thì có thể là hỗ trợ được phần nào thì tụi em cũng hỗ trợ thêm phần, chưa có hứa trước được. Tại vì thấy lâu rồi tưởng là chị sanh rồi, tại cái đợt trước là thấy cái bụng nó cũng nặng rồi. Dạ Tết mới sanh. Tết. Hello mọi người, thì hôm nay tụi mình cũng dành cái thời gian để mà ghé thăm anh chị chút xíu để xem bây giờ cái cuộc sống như thế nào rồi. Với lại đợt trước là thấy chị nặng nặng rồi, tưởng là giờ qua là sanh là có em bé rồi. Vậy là qua Tết mới sanh ha. Khi nào mà có em bé ha, mình qua mình thăm em bé chút xíu. Hôm nay em qua em gửi một ít quà ha. Với lại em cũng mua một ít vé số em ủng hộ cho anh chị. Thì cái chỗ này là bao nhiêu tờ? 55 tờ. 55 tờ là 550 đúng không? Dạ. Dạ rồi em gửi anh chị nha. Dạ. Mua ủng hộ cho hai trẻ con. Thì ngày mai ít ít bán ở nhà với chị nha. Dạ. Rồi cũng chúc anh chị sức khỏe ha. Dạ. Rồi năm mới vui vẻ. Dạ. Qua Tết thì khi mà sanh em bé thì tụi em sẽ ghé thăm nha. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ chắc là cái video cũng dài rồi, mình kết thúc tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.